trông thương chưa, gầy quá, tội nghiệp chưa. Ủa thế này hài hước quá nhỉ, mày bọc xương eo chết không có gì khổ thân, có da bọc xương này, không có cỏ ăn đây này. Con đứng, con đứng đây bà chủ ảnh, con đứng 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 đúng rồi, đấy đúng rồi, trông em gầy quá nhỉ, khổ ghê, em chả có cỏ ăn cho nó kìa. Ừ, con này ăn cỏ mà không có đủ cỏ cho nó ăn đấy, thế có tội nghiệp không? Em ơi, em xinh đẹp nhưng mà gầy mõ. Xinh dài nhiều không nhỉ? Lông của dưới đẹp đấy. Sừng xoắn nha. Nó cao đấy. Chụp cái này cái sừng dài. Sừng dài thế. Ôi, trong kia con nhiều lắm kìa. Con này nó. Trong kia là con gì? Không, không, con kia trông khác lắm. Con gì? Kìa bên trong nhà. Trong nhà này thì còn nhiều con gì? Con này à con? Khổ thân gầy mõ không có cỏ ăn này. Ông kia cho cháu uống bò húc. Bò húc à? Thôi đi về thôi con ơi, đi về dàn tôi.